Phẩm danh tự công đức thứ sáu. Bây giờ Đức Như Lai lại bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này Ca Diếp, nay ông nên khéo thọ trì danh tự chương cú cùng công đức của kinh này. Nếu có ai được nghe tên kinh này, thời không còn phải sanh vào bốn tường ác, vì kinh này là chỗ tu tập của vô lượng vô biên chư Phật. Nay Như Lai sẽ nói về chỗ được công đức. Ca Diếp Bồ Tát bạch thề: Bạch Thế Tôn, kinh này tên gì? Đại Bồ Tát phụng trì thế nào? Phật dạy: Kinh này tên là Đại Bát Niết Bàn. Tất cả lời hoặc thượng, hoặc trung, hoặc hạ đều lành cả. Nghĩa vị thâm thúy, văn trong kinh cũng lành. Tinh thuần đầy đủ, phạm hạnh thanh tịnh, bổ tạng kim cang đầy đủ không thiếu. Nay ông khéo nghe, Như Lai sẽ nói. Này Ca Diếp, nói là đại đó gọi là thường, như tám sông lớn đều chảy về biển cả. Kinh này hàng phục các kiết sử phiền não và các tánh ma, rồi cần phải ở nơi Đại Bát Niết Bàn mà buông bỏ thân mạng. Vì thế nên tên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Lại như y sư có một bí phương nhiếp cả các phương thước khác, cũng vậy bao nhiêu môn diệu pháp thâm áo bí mật đều vào nơi Đại Bát Niết Bàn. Vì thế nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Dĩ như nông phu tháng mùa xuân gieo giống thường có hy vọng, lúc đã gặt hái xong thời không hy vọng nữa. Cũng vậy, tất cả chúng sanh tu học các thứ kinh khác thường hy vọng mùi vị. Nếu được nghe kinh Đại Bát Niết Bàn này, thời sự hy vọng mùi vị nơi các kinh kia thảy đều dứt hẳn. Đại Niết Bàn đây có thể làm cho chúng sanh qua khỏi các dòng khử lậu trong ba cõi. Này Ca Diếp, như trong các dấu chân voi là hơn cả. Cũng vậy, kinh này là đệ nhất nơi các kinh tam muội. Như cày ruộng, mùa thu cày là hơn cả. Cũng vậy, trong các kinh, kinh này là hơn cả. Như trong các vị thuốc, vị đề hồ là thứ nhất hay trị bệnh nhiệt não, loạn tâm của chúng sanh. Cũng vậy, kinh Đại Niết Bàn là thứ nhất. Như bơ ngọt đủ cả tám mùi, cũng vậy, kinh này đầy đủ tám vị. Những gì là tám? Một là thường, hai là hằng, ba là an, bốn là thanh lương, năm là chẳng già, sáu là chẳng chết, bảy là không nhơ, tám là khoái lạc. Vì đầy đủ tám vị nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Nếu các đại Bồ Tát an trụ trong đây, thời lại có thể thị hiện Niết Bàn ở nhiều nơi, vì thế nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Này Ca Diếp, nếu người nào muốn ở nơi Đại Bát Niết Bàn đây, mà Niết Bàn thời phải học như vậy, Như Lai thường trụ, Pháp và Tăng cũng thường trụ. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, công đức của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, Pháp và Tăng cũng không thể nghĩ bàn, Đại Niết Bàn đây cũng không thể nghĩ bàn. Nếu có người tu học kinh điển này, thời đặng pháp môn chân chánh, có thể làm lương y. Nếu là chưa học, nên biết người này đuôi mù không con mắt trí huệ, bị vô minh che đậy.